Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí Hoa ngữ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Dù đã cuối năm nhưng làng giải trí Cbiz vẫn được một phen rúng động khi một trong những thiên vương hàng đầu Vương Lực Hoành bị tố ngoại tình, gọi gái và ép vợ làm máy đẻ. Nhìn lại quá khứ làm nghề của Vương Lực Hoành, khán giả dần dần phát hiện thêm nhiều điều dối trá gây sốc. Vào năm 2010, khi lần đầu làm đạo diễn, Vương Lực Hoành đã không giấu được sự cuồng mê của mình dành cho thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi. Khi quay và đóng phim Thông Cáo Tình Yêu, Vương Lực Hoành đã dành rất nhiều lời lẽ ưu ái quá mức cho Lưu Diệc Phi. Anh từng thú nhận với báo giới rằng Lưu Diệc Phi là kiểu người anh yêu, rất đẹp khi không make up và còn gọi cô bằng cái tên thân mật là Phi Phi. Chưa dừng lại ở đó thì ở cảnh cuối cùng của Thông Cáo Tình Yêu, Vương Lực Hoành còn có hành động cưỡng hôn Lưu Diệc Phi mà nếu anh không nói thì cũng chẳng ai biết. Thật ra trong kịch bản không có cảnh hôn đâu, đây hoàn toàn là ứng biến từ phía tôi và Phi Phi cũng nghĩ cảnh này có thể thêm vào phim. Mẹ cô ấy cũng không phản đối gì, Vương Lực Hoành trả lời trong một phỏng vấn xoay quanh bộ phim Thông Cáo Tình Yêu. Thậm chí không chỉ trong phim mà ngoài đời, Vương Lực Hoành cũng công khai có những ánh mắt hành động mơ ám với nàng tiểu long nữ nổi tiếng. May mắn là 11 năm đã trôi qua, giờ đây bộ mặt thật của hoàng tử tình ca nổi tiếng châu Á đã bị bóc trần bởi chính vợ cũ của mình. Chuyển sang một tin tức khác. Trong các dự án lên sóng vào cuối năm 2021 thì Nữ Bác Sĩ Tâm Lý là một trong những dự án được kỳ vọng nhất với đội ngũ chất lượng cùng dàn sao đỉnh lưu nổi tiếng. Tuy nhiên thì ngay khi lên sóng, bộ phim đã gây lên độ tranh cãi lớn, đến khi kết thúc cũng ngập ngụa trong thị phi. Từng được kỳ vọng tạo bão trong dịp cuối năm 2021 nhưng mức độ thảo luận của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý của Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên không được như mong đợi. Đến lúc phim kết thúc vẫn có rất nhiều ý kiến chê nhiều hơn khen. Vậy là Nữ Bác Sĩ Tâm Lý đã chính thức lên sóng những tập cuối cùng vào tối qua ngày 17 tháng 12, khép lại bộ phim và phản ứng của cư dân mạng thì chê nhiều hơn là khen. Tại phần thảo luận gắn tag Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, hàng loạt các bình luận chê phim đầu voi đuôi chuột kết vớ vẩn như là cạn lời, mất công đi nạp tài khoản hội viên, làm ơn đừng có làm phần 2, phần 3 được không, cả phim được mỗi diễn viên thôi, cảm giác cắt ghép lung ta lung tung, kết gì mà qua loa sơ sài thôi rồi. Trước khi phim diễn ra những tập cuối cùng, có một bài viết đăng ảnh chụp bài viết của hai chuyên gia tâm lý có bằng IPA ở trong vòng bạn bè lên tiếng chỉ trích phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý làm sai chuyên môn, khiến mọi người trong nghề bị IPA điều tra. Sau khi điều tra thì biết được các chuyên gia có bằng cấp IPA và những ứng cử viên ở Trung Quốc không có một ai tham gia cố vấn cho bộ phim này. Nguyên do là China Daily đưa tin về phim có nói phim có 10 trường hợp phân tâm học. Bị báo cáo lên IPA, các chuyên gia có bằng cấp IPA ở Trung Quốc bị điều tra hàng loạt vì bị nghi ngờ trình độ. Sau đó thì China Daily cũng đã nhanh chóng sửa lại thành trường hợp cố vấn, nói cách khác phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý để tên là chuyên gia tâm lý nhưng thực tế chỉ là người cố vấn. Người cố vấn tiền lương chỉ bằng một nửa chuyên gia tâm lý và muốn hành nghề phải có sự chỉ đạo từ chuyên gia tâm lý mới có thể cố vấn cho khách hàng. Ngoài ra thì sự chê bai của khán giả đã tràn lan trên mạng xã hội ngay từ những tập đầu tiên của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Phần đông khán giả nhận xét gương mặt Dương Tử có vẻ hơi gượng gạo. Nhiều người xem tỏ ra nghi ngờ gương mặt Dương Tử bị sưng phù, cứng đờ trên phim vì di chứng của việc làm đẹp bằng công nghệ thẩm mỹ. Chưa kể thì Nữ Bác Sĩ Tâm Lý vừa quay vừa chỉnh sửa kịch bản vì bộ phim phải dựa theo tình hình thực tế, ý kiến của các chuyên gia. Chính vì thế Dương Tử dính thị phi khi một số blogger chia sẻ thông tin cho rằng là cô nàng tự thêm biết diễn. Trước những tin đồn này, đoàn làm phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý trước đó cũng đã lên tiếng và cho rằng đây là thông tin bịa đặt. Mặt khác thì Nữ Bác Sĩ Tâm Lý đã nhận được một loạt những phản hồi tiêu cực, ngoài ra bộ phim chỉ được chấm 5,1 điểm trên Douban, một số điểm ở mức trung bình nhưng lượt xem của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý vẫn không ngừng tăng và thu về nhiều thành tích nổi bật trong thời gian phát sóng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.